Tôi xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay một mẫu sản phẩm mới, đó chính là một bộ mic U75 25 mã. Trước cái dòng 705 này thì bên em đã có là 705S, 705S Flute. Đây, cái con này này vẫn đang còn hàng anh em nhá. Và bây giờ là 705 25 mã. Dòng này thì ngoài cái tên ra thì cái ngoại hình nó thay đổi một chút anh em nhá. Cái ngoại hình của nó thay đổi một chút. Còn đâu tất cả như là vỏ hộp, ruột gan thì nó cũng đều như nhau hết. Và ngày hôm nay thì xin giới thiệu với tất cả anh em con này. Và giá thì nó cũng như là 705 Flute kia anh em nhé. Không khác nhau một chút nào luôn. Cái chất âm thì rất là hay. Đây là tất cả các bên trong luôn anh em nhé. Bên trong nó sẽ có là chống lăn này. Đó, chống lăn này anh em nhé. Có dây, có adapter nguồn này. Đó, adapter nguồn. Đó, và jack 6 ly. Rất là cơ bản đúng không ạ? Dòng 705 này thì em đánh giá là nó rất là hay trong cái tầm giá chỉ hơn 2 triệu thôi. Chính xác là 2 triệu 6 anh em nhá. Đó, nhưng mà cái chất âm của nó rất là hay. Pin. Đó, pin này là pin dùng một lần anh em nhá. Anten, đây là anten của nó đây anh em này. Đấy. Em đánh giá cái chất âm của nó rất là hay anh em nhá. Đó, vì là một trong những cái dòng bình dân, nhưng cái dòng này anh em có thể chơi sự kiện nhỏ được, chơi karaoke gia đình rất là hay luôn anh em nhé. Đó, rất là hay luôn, và nó cũng giá nó không cao lắm đâu anh em nhé. Đó, giá không cao lắm, thì bây giờ em sẽ bóc cho anh em cùng xem. Rồi, đó, sẽ bóc cho anh em cùng xem. Đây là cái anten của nó anh em nhé. Anten đây đúng không ạ? Anten em sẽ để riêng ra. Đó, để riêng ra. Ở đây là cái đầu thu này, cái đầu thu anh em nhé, quan trọng nhất là cái đầu thu này. Đầu thu này thì dòng 6 số anh em nhé, dòng 6 số. Con này thì mặt tất cả màu đen. Nhiều anh em bảo là sao cái mic cả bộ dàn màu đen mà cái mic nó màu xám xám thì nhìn nó không đẹp. Bây giờ là hãng nó thay đổi rồi, nó thay đổi thành màu, một màu đen để cho cái bộ dàn của mình nhìn nó đẹp hơn anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Một trong những cái mic 6 số rất là đẹp. Sóng của nó rơi tầm khoảng độ 80-100m anh em nhé. 80-100m thoải mái. Anh em chơi sự kiện nhỏ là anh em có thể chơi được. Và chất mic của nó rất là hay. Anh em nhìn nó hơi xước đúng không ạ? Vì cái xước này nó là một cái lớp linon ở bên ngoài thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Khi mà anh em dùng thì anh em có thể bóc ra cho nó đẹp, hoặc là anh em cứ để nguyên để bảo vệ. Đó, đây là đầu thu và đây là cái tay mic. Và em rất thích cái tay mic này anh em nhé. Rất thích cái tay mic này. Tại sao em nói thích? Vì cái màu của nó rất là đẹp. Đó, cái màu đây anh em có thể cho anh em nhìn kỹ. Nhìn kỹ đây nhé. Đó, cái màu cực kỳ đẹp đây. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, dòng này thì cái này thì nó không bám vân tay anh em nhé. Đó. Dòng này thì nó cũng như cái con... như con... 705 cũ thôi, cùng bên mạch anh em nhé, không khác một chút nào. Đó, không khác một chút nào. Đó, dòng này thì khá là đẹp đúng không ạ? Cầm trên tay nó rất là chắc chắn anh em nhé, rất là chắc chắn. Và nói chung là nó thiết kế của nó cực kỳ là đẹp luôn. Em đánh giá cao cái thiết kế và cái nước sơn này anh nhé. Cái nước sơn này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và giá vẫn giữ nguyên anh em nhé, 2.600.000 đồng. Đó, 2.600.000. Đó, một trong những cái bộ mic mà em khẳng định với anh em là cái chất âm của nó tuyệt vời. Tuyệt vời luôn anh em nhé. Đó, và không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ ghép vào với cái còn một tay nữa đây, em cũng sẽ bóc ra. Đó, em sẽ ghép vào cùng với bộ dàn luôn anh em nhé. Đẹp chưa? Anh em nhìn đẹp chưa? Hai cái tay mic nhìn quá đẹp luôn. Đó, ok chưa? Nhìn nó rất chuyên nghiệp, chỉ 2.600.000 thôi anh em nhé. Đó, và bây giờ em sẽ lắp anten này. À, rất là đơn giản anh em nhé, lắp cái anten vào, anh em vặn nó kịch và cho nó dựng lên là được anh em nhé. Đó, ok chưa? Ok, cực kỳ đơn giản nữa. Đó, và bây giờ em sẽ cho lên trên này để thầy lắp cắm nguồn. Được rồi. Đó, anh em có thể thấy cái này nó có nút nguồn anh em nhé. Nút nguồn, khi chúng ta bật nguồn lên này, đó thì nó sẽ đây. Và điều đặc biệt nữa là nó có logo lưới cao tích và U75. Nó sẽ nổi ở đây anh em nhé. Rất là hay đúng không ạ? Rất là hay.
nhìn rất là đẹp đúng không, anh em có thể nhìn thấy là đồng bộ này của LX Autix. Đấy, từ đẩy này đúng không ạ, từ đẩy này, từ vang này đúng không ạ, từ quản lý nguồn và mic đồng bộ màu đen. Trước anh em có rất nhiều các bộ mic mà nó có màu trắng đó, màu trắng một màu xám thì anh em bảo là nó nhìn không đẹp đúng không ạ, không đồng bộ với bộ dàn. Thì hôm nay em nhập cái dòng này về. Đấy, và pin thì anh em nhớ là anh em cho cái đít pin này vào trước nhá. Nhiều anh em lắp ngược pin là nó sẽ hỏng tay mic ấy. Anh em nhá. Cho cái đầu đít này vào trước. Đấy, rồi ok. Đó. Rồi. Đó, thì ok, em sẽ thử cái chất mic cho anh em cùng nghe. Đó, thử cái chất mic. Anh em cùng nghe cái chất mic. Hiện tại thì đang sử dụng cái con vang LX8 anh em nhé, 6-7-9 anh em thấy nghe qua, anh em sẽ tắt cái reverb, tắt cái effect đi để anh em nghe cái chất âm. Tiếng của nó con này khá là dày anh em nhé, thì anh em có thể chơi cho làm sao chơi cho sự kiện tiếng nó dày ấm anh em nhé. Cái thứ hai là anh em chơi gia đình, tiếng nó dày như này rất là bắt mic anh em nhé, cực kỳ là bắt mic. Bắt mic ở đây em nói là nếu mà trong nhiều cái trường hợp ấy, nhiều cái bộ mic mà khi anh em để xa ra nó không bắt được tiếng, thì nhưng mà với cái mic mà giọng nó dày thì để xa anh em khi hát những câu cao em để xa ra nó vẫn bắt được mic bình thường anh em nhé. Thì đây là trong một trong những cái bộ mic mà em khẳng định với anh em là cái chất âm của nó rất là hay, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là rất là bắt mic, tiếng dày anh em nhé. Đấy, đây em sẽ cho effect lên sáu sáu bảy tám chín sáu bảy tám chín. Anh em nghe nó có bay khi em cho effect lên thì tiếng rất là bay. 6-7-8-9 tiếng rất là lạnh anh em nhé. Mỗi năm đến thề lòng mắt mắt buồn. 6-7-8-9 thì với cái con mic này thì cơ bản thì nó sẽ có các chức năng như là cảm biến tự ngắt anh em nhé, có cảm biến tự ngắt cho anh em đó. Thì anh em có thể sử dụng nó, và nếu mà anh em muốn dò sóng, ví dụ như là khi về nó bị lệch tần số anh em nhé, nó bị lệch tần số đây, ví dụ như lệch tần số anh em nhìn trên này nó không có cột sóng đúng không ạ, nó không có cột sóng đúng không ạ, thì anh em muốn dò được nó thì cũng rất là đơn giản. Anh em chỉ cần cho cái mặt tay mic này song song với chữ IR, tức là như này anh em nhé, anh em ấn nút set. Đấy, xong anh em ấn nút set này, song song và ấn nút set, nó sẽ tự nhận anh em nhé. Đó, nó dò nó sẽ nhận được đấy, và khi lên tần số sóng này là được anh em nhé. Như em nói rồi, cho cái mặt mic này vào chữ IR xong ấn nút set là được. Đó, ok. Khi mà nó lên cái cột sóng này thì anh em alo thì ra tiếng luôn anh em nhé. 6-7-8-9 1-2-5-6 thì anh em nghe cái chất âm của nó rất là dày ấm anh em nhé. Đây là một trong những cái bộ mic mà em khẳng định với anh em là cái chất âm rất hay. Và ngoài chơi gia đình thì anh em có thể chơi cho sự kiện nhiều, sóng sánh rất là tốt, 80-100 mét anh em nhé. Và ok, sẽ hát thử. Sẽ thử cho anh em cùng nghe. 6-7-7-8-9 Tình ơi sao đi mãi, biển sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ xót xa biển rộng. Vì ta mất nhau, cuộc xuân đã qua rất nhanh, còn chắc nỗi đau tuổi xa.
Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.